Dư luận Hồng Kông bức xúc vì Hoa hậu 2017 răng hô xấu xí, Á hậu lại có nhan sắc tuyệt trần. Nhiều người cho rằng Á hậu Hà Y Đình mới là người xứng đáng có được vương miện. Cuộc thi Hoa hậu Hồng Kông vừa diễn ra, thí sinh số 5 Lôi Trang Nhi đăng quang ngôi vị cao nhất, nhưng không nhận được sự ủng hộ từ phía khán giả. Nhiều cư dân mạng bình luận, nhan sắc của tân hoa hậu thì chỉ có thể so sánh với vai nữ răng hô xấu nhất trong phim Châu Tinh Trì và cầu thủ bóng đá Ronaldinho. Danh hiệu Hoa hậu trao cho Lôi Trang Nhi được cho là không xứng đáng, nhất là khi đem nhan sắc của cô so với Á hậu 1. Ngay sau khi Lôi Trang Nhi đoạt giải, Á hậu 1 Hà Y Đình cũng lập tức nhận được nhiều chú ý vì có nhan sắc nổi trội hơn hẳn Hoa hậu. Sở hữu đôi mắt to tròn cùng nụ cười ngọt ngào, Hà Y Đình khiến người đối diện mê đắm trước vẻ xinh đẹp của cô. Hà Y Đình, 23 tuổi, cao 1m6, nặng 44kg, 3 vòng 81, 57, 87, có sở thích khiêu vũ, đọc sách, bơi lội. Cô tốt nghiệp ngành tâm lý học tại trường đại học ở Hồng Kông và đang làm nghề cố vấn tài chính. Hà Y Đình đoạt giải thí sinh được khán giả yêu thích nhất trong cuộc thi. Trước đó, Hoa hậu Lôi Trang Nhi từng bị dân mạng tố là đăng quang nhờ có gia thế thuộc hàng khủng. Bố của tân Hoa hậu, ông Lôi Bảo Văn, là một trong 10 nhà thiết kế hàng đầu tại Hồng Kông và là cố vấn đặc biệt cho Hiệp hội Thương mại Quốc tế. Khối tài sản kết xù của vị triệu phú họ Lôi trải khắp Trung Quốc, Hồng Kông và Canada. Khác với Lôi Trang Nhi, Á hậu Hà Y Đình có gia cảnh rất bình thường. Cô chỉ theo học một trường đại học trong nước. Một nguồn tin cho rằng do không có thế lực chống lưng nên Á hậu 1 đã không giành được ngôi vị cao nhất. Có lợi thế là chân dài cao 1m70 và phong thái tự tin, nhưng tân Hoa hậu Hồng Kông lại có hàm răng hô và thân hình kém nữ tính. Cô tốt nghiệp một trường đại học ở Canada và đang theo đuổi nghề diễn viên. Hoa hậu Lôi Trang Nhi từng cho biết cô rất thích phim võ thuật, nhất là phim Câu chuyện cảnh sát của Thành Long. Tân Hoa hậu Hồng Kông rất muốn được vào vai đại nữ trong phim võ thuật. Tuy giành được cả danh hiệu phụ thí sinh ăn ảnh nhất trong cuộc thi, nhưng Hoa hậu khi chụp hình trông vẫn rất kém duyên. Nhiều dân mạng tỏ ra bất bình trước kết quả của cuộc thi Hoa hậu Hồng Kông năm nay và cảm thấy tiếc nuối cho Hà Y Đình. Khi được hỏi về việc tuột mức vương miện Hoa hậu, Hà Y Đình lại tỏ ra bản mãn nguyện. Danh hiệu Hoa hậu đã về tay người xứng đáng rồi. Cô còn chia sẻ từ nhỏ đã mơ ước được làm Hoa hậu Hồng Kông. Sau khi tốt nghiệp đại học và làm việc một năm, Hà Y Đình muốn thử thách bản thân nên quyết định đăng ký tham gia và bất ngờ cô được ngôi vị Á hậu 1. Cô cho rằng đây là một cơ hội tốt để phát triển bản thân và muốn được thử sức trong nghề diễn viên và dẫn chương trình. Tranh cãi khi Xuân Bắc vượt mặt Hoài Linh và Trường Giang. Lễ trao giải VTV Award năm nay vẫn còn nhiều bất cập quanh giải thưởng và khâu tổ chức. Lễ trao giải VTV Award 2017 khép lại vào tối 8 tháng 9. Giải thưởng năm nay được trao phần lớn cho dàn ekip của phim Người Phán Xử với hai giải quan trọng, phim truyền hình ấn tượng và nam diễn viên truyền hình được yêu thích. Nhiều ý kiến đồng tình với thắng lợi của bộ phim truyền hình gây sốt này. Bên cạnh đó, các tranh cãi quay giải ấn tượng VTV năm nay vẫn nổ ra. Xuân Bắc vượt qua Hoài Linh và Trường Giang. Ở hạng mục nghệ sĩ hài được yêu thích nhất, Xuân Bắc giành chiến thắng khi có số phiếu bình chọn vượt qua hai đối thủ sừng sỏ Hoài Linh và Trấn Thành. Trên bục nhận giải, nam danh hài xúc động gửi lời cảm ơn và chia sẻ những cố gắng nỗ lực không chỉ của riêng anh mà của tất cả anh em nghệ sĩ. Vì vậy, Xuân Bắc muốn giải thưởng này là giải dành cho cả ekip đã cùng anh làm việc. Trên cộng đồng mạng, những tranh cãi nổ ra ngay sau khi Xuân Bắc được xướng tên. Các fan của Hoài Linh, Trấn Thành, Trường Giang đồng loạt phản đối giải thưởng này. Trên Facebook, ba nghệ sĩ hài này đều có lượng fan hùng hậu vượt xa Xuân Bắc, Trấn Thành. Hoài Linh có từ 10 triệu đến 11 triệu người thích và theo dõi Facebook cá nhân. Độ phủ sóng của hai danh hài phía Nam trên các game show truyền hình chiếm thời lượng nhiều hơn đồng nghiệp Xuân Bắc. Trong thời gian bình chọn ở vòng loại cho đến top 5, Trường Giang thường xuyên dẫn đầu, kế đó là Trấn Thành và Hoài Linh. Sau khi lễ trao giải kết thúc, Trường Giang bất ngờ chia sẻ trên mạng, nam danh hài viết lên trang cá nhân: "Giải thưởng rồi khán giả sẽ quên, điều họ không bao giờ quên là nhân cách và tài năng của một nghệ sĩ." Mẹ chồng Lan Hương không được mời tới dự giải. Nghệ sĩ nhân dân Lan Hương được yêu thích qua vai bà Phương mẹ chồng trong phim truyền hình Sống Chung Với Mẹ Chồng. Đây là phim ăn khách thứ hai sau Người Phán Xử và chiếu cùng thời điểm. Tuy nhiên, nghệ sĩ Lan Hương không có mặt tại lễ trao giải VTV Award năm nay. Liên hệ với nghệ sĩ, bà cho biết vài ngày trước, bà có được mời tới buổi quay trailer giới thiệu lễ trao giải.
Tuy nhiên, bà không được mời tới dự lễ trao giải tối ngày 8 tháng 9 tại đài truyền hình. Bà cũng chia sẻ, muốn giải thưởng này dành cho lớp nghệ sĩ như Bảo Thanh, bởi đây sẽ là động lực để các diễn viên trẻ có tâm huyết với nghề. Lễ trao giải năm nay không được tổ chức quy mô như những năm trước. Địa điểm tại trường quay của đài truyền hình khá chật chội so với số lượng nghệ sĩ, khán giả tới dự của các năm về trước. Nghệ sĩ nhân dân Lan Hương cho rằng, vì không gian chật hẹp nên chắc bà không được mời tới dự. Tuy nhiên, đây không phải là lý do khiến người hâm mộ thấy thuyết phục. Thiếu gia Phan Hải Việt Anh vắng bóng. Tại lễ trao giải, nam diễn viên truyền hình được yêu thích nhất thuộc về ông bố Hoàng Dũng, người đóng vai Phan Quân. Trên thực tế, nghệ sĩ nhân dân Hoàng Dũng đã chiến thắng với giải thưởng này, xứng đáng với tình yêu mến của khán giả. Tuy nhiên, giải thưởng của nghệ sĩ Hoàng Dũng cũng gây tranh cãi. Trong một bộ phận cư dân mạng là fan của nam diễn viên Katio, ngôi sao người Hàn Quốc được lọt đề cử top 5 diễn viên truyền hình ấn tượng nhờ vai diễn trong Tuổi Thanh Xuân 2. Mặc dù trước khi công bố giải, Katio luôn nằm trong vị trí đầu bảng, nhờ lượt bình chọn lớn từ fan Việt, nhưng tới ngày trao giải anh lại trắng tay. Thành Trung nhận giải MC truyền hình gây tranh cãi. Từ một danh hài, Thành Trung chuyển hướng sang làm MC. Anh từng gây tranh cãi vì việc bị chê dẫn nhạc kém duyên trong The Remix. Năm vừa qua, Thành Trung được đảm nhận vị trí cầm mic cho chương trình Sasuke Việt Nam. Anh vượt qua nhiều đối thủ để giành giải MC truyền hình được yêu thích nhất. Việc Thành Trung nhận giải cũng gây nên nhiều tranh cãi trong cộng đồng mạng. Đây được xem là thành công với một người đá trái sân. Tuy nhiên, nhiều gương mặt triển vọng và được đồn đoán sẽ ẩm giải như Thủy Vân, Xuân Bắc, Trấn Thành đều bị trượt giải. Trước đó, tới đầu tháng 8, Thủy Vân đã vươn lên giành vị trí đứng đầu lượt bình chọn cho hạng mục người dẫn chương trình truyền hình. Việc Thành Trung vươn lên dẫn đầu khiến các fan của đối thủ thấy không thuyết phục. Nhã Phương trắng tay tại giải VTV Award. Mặc dù xuất hiện trong đề cử giải thưởng, nhưng ngôi sao này lại về tay trắng. Nhã Phương một mình tới dự lễ trao giải khiến nhiều người đồn đoán cô sẽ giật giải nữ diễn viên truyền hình ấn tượng. Trước đó, ngôi sao Tuổi Thanh Xuân thường xuyên dẫn đầu trong lượt bình chọn nhờ lượng fan đông đảo. Tuy nhiên, giải thưởng này đã thuộc về Bảo Thanh của phim Sống Chung Với Mẹ Chồng. Nhiều người tỏ ra tiếc nuối khi cả Nhã Phương và bạn trai cô là danh hài Trường Giang đều không được giải năm nay. Năm ngoái, Nhã Phương cùng bạn diễn Katio thắng đậm tại VTV Award nhờ thành công của phim Tuổi Thanh Xuân phần 1. Mẹ Châu Tinh Trì phải ăn đùi gà dính đứt cát và 30 năm sau, sự thật về lòng hiếu thảo mới được hé lộ. Nhìn Châu Tinh Trì hài hước lém lỉnh trên phim, ít ai ngờ rằng anh đã phải trải qua một tuổi thơ thiếu thốn cả tình cảm và vật chất. Khi Châu Tinh Trì mới lên 7 tuổi, bố mẹ anh ly dị. Một tay mẹ Châu Tinh Trì khổ cực nuôi nấng ba đứa con thơ. Từ nhỏ, Châu Tinh Trì đã là đứa bé hiểu chuyện và nghe lời mẹ dù cuộc sống có nhiều khó khăn. Ba anh em Châu Tinh Trì khi đó đều đang tuổi ăn tuổi học. Mặc cho phải làm việc vất vả tới đâu, mỗi tuần mẹ Châu Tinh Trì đều cố gắng cho các con một lần được ăn ngon. Những bữa ăn như vậy, đối với gia đình nhà Châu Tinh Trì lúc bấy giờ thật vô cùng quý giá. Thế nhưng, cậu bé Châu Tinh Trì lại thường hay bày trò quậy phá trên bàn ăn. Cậu thường chỉ ăn một vài miếng rồi bỏ dở lại thức ăn trên dĩa. Vì tiếc thức ăn ngon nên mẹ luôn là người lặng lẽ ăn nốt những món thừa Châu Tinh Trì để lại sau mỗi bữa cơm. Vì việc này mà Châu Tinh Trì hay bị mẹ la mắng, nhưng rồi vẫn chứng nào tật nấy. Trẻ con cứng đầu nghịch ngợm cũng là chuyện bình thường. Mẹ nghĩ vậy nên mặc kệ cho Châu Tinh Trì quậy phá. Có một lần, suốt 2 tháng liền, mẹ Châu Tinh Trì không được trả lương. Bà phải vay mượn khắp nơi mới được một chút tiền dành dụm mua đùi gà chiên cho chị em Châu Tinh Trì. Thức ăn vừa bưng ra, Châu Tinh Trì đã bắt đầu đùa nghịch như mọi lần. Cậu cầm một chiếc đùi gà vừa nhảy nhót vừa trêu chọc chị và em gái. Không may miếng thịt tuột khỏi tay cậu rơi xuống nền nhà dính đầy đất cát. Mẹ Châu Tinh Trì vô cùng tức giận, liền cho cậu một trận đòn nhớ đời. Vừa đánh bà vừa quát, con bướng này còn không biết quý trọng thức ăn này. Dạy dỗ Châu Tinh Trì xong, mẹ anh cũng không nỡ bỏ miếng đùi gà rơi dưới đất nên đành nhặt lên rửa lại rồi ăn. Nhất thời giận dữ, nhưng mẹ Châu Tinh Trì vẫn vô cùng thương con. Bà ôm chầm lấy Châu Tinh Trì luôn miệng hỏi, có đau không con? Quệt nước mắt lắc đầu, sự việc ngày hôm đó cả đời Châu Tinh Trì không bao giờ quên. Hơn 30 năm sau những ngày tuổi thơ cơ cực ấy, Châu Tinh Trì trở thành vua hài Hồng Kông và là một trong những nam diễn viên thành công nhất làng điện ảnh Hoa ngữ. Năm 2001, trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình cùng mẹ, Châu Tinh Trì nhắc lại kỷ niệm thời thơ bé. Hồi đó, nó đúng là đứa trẻ cứng đầu, nó không biết rằng bữa cơm đó chẳng dễ dàng gì mà có được, vậy mà nó lại không trân trọng,
Mẹ Châu Tinh chị hiền từ kể lại câu chuyện. Không đâu mẹ, con biết trân trọng chứ. Mẹ nghĩ xem, nếu như con không làm rơi đùi gà xuống đất, thì mẹ có chịu ăn không? Những năm đó có gì ngon, mẹ đều dành hết cho chị em con, còn mẹ chỉ ăn mỗi rau dưa. Thế nên con mới nghĩ ra cách để chừa lại mấy miếng thịt ăn dở, để lấy cớ phần cho mẹ ăn. Chỉ có thế mẹ mới chịu ăn thôi. Nói đến đây, giọng Châu Tinh Trì bắt đầu run run. Nghe được sự thật về hành động đánh rơi đùi gà từ hơn 30 năm trước, mẹ Châu Tinh Trì không cầm được nước mắt. Mẹ đáng lẽ phải sớm biết, con ngoan ngoãn như vậy, sao có thể hôm nào cũng nghịch ngợm quậy phá trong bữa cơm như vậy được. Trong sự nghiệp của Châu Tinh Trì, anh từng vào vai không biết bao nhiêu nhân vật, đóng không biết bao nhiêu cảnh phim, nhưng có lẽ hành động đó lại chính là màn diễn hay nhất mà ông Hoàng phim hài từng sắm vai. Xem những bộ phim kinh điển của Châu Tinh Trì như Vua Hài, Đại Thoại Tây Du, Đường Bá Hổ, Điểm Thu Hương, người ta thường thấy nhiều cảnh tinh gia gặm đùi gà, chân gà. Còn trong siêu phẩm Mỹ Nhân Ngư, dù Châu Tinh Trì không trực tiếp tham gia diễn xuất, nhưng trong phim vẫn có một cảnh diễn viên chính Đặng Siêu ăn thịt gà. Trong phim, Đặng Siêu bật khóc khi nhớ đến thời nhỏ phải đi móc đồ ăn, cha anh nhặt được một chiếc đùi gà liền để dành riêng cho anh. Những chiếc đùi gà trong phim của Châu Tinh Trì có lẽ không chỉ đơn thuần là sự trùng hợp với câu chuyện khó khăn hồi nhỏ. Đó có lẽ là điều luôn nhắc nhở anh về tuổi thơ nghèo khó và lòng hiếu thuận với mẹ.